Lộ nàng hậu bị đồn tiểu tam cướp xác bình từ Phương Oanh, bị CDM tấn công giữa tinh đồn Phương Oanh và xác bình giờ ạn en ướt tình cảm, dù mới sinh đôi con đầu lòng, netizen Việt không khỏi bàng hoàng, sốc nặng. Một nàng hậu Việt bất ngờ bị réo tên, khi cộng đồng mạng cho rằng cô chính là người liên quan đến câu chuyện. Những ngày gần đây, hôn nhân của xác bình và Phương Oanh một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo tin đồn chưa xác thực, vị cá mập này có người thứ ba dù vợ mới sinh em bé chưa lâu. Hoàng Kim Chi mỹ nhân được gọi tên trong nghi vấn đã nhanh chóng lên tiếng, khẳng định mình không liên quan đến chuyện gia đình nhà người khác. Dẫu vậy, các từ khóa liên quan đến Phương Oanh, xác bình Hoàng Kim Chi vẫn nhanh chóng lọt top tìm kiếm phổ biến. Người đẹp cho biết tin đồn này đã xuất hiện từ năm ngoái, nhưng cô không bận tâm vì điều đó không đúng sự thật. Người đẹp trả lời trên truyền thông, tin đồn xuất hiện từ khi các bạn cộng đồng mạng lên các bài trên TikTok rằng xác bình nhấn follow tài khoản của Chi. Thông tin này không có bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào để xác thực cả, và kể cả có thật, thì việc mình là một côn và các trang cá nhân ở chế độ công khai, thì và được nhấn follow, cũng không phải điều quá lạ lùng để bị mang lên bàn tán cả, Kim Chi chia sẻ. Hoàng Kim Chi khẳng định không quen biết xác bình, hay Phương Oanh trước khi có tin đồn tiểu tam. Khi được hỏi việc bị nói mình là người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của xác bình, Phương Oanh gây ảnh hưởng gì đến mình, Kim Chi cho biết gặp rắc lớn. Tôi bị tấn công và gán ghép rất nhiều điều tiêu cực, mọi cố gắng trong bao nhiêu năm qua đều bị phủ nhận. Những điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, công việc và gia đình của tôi, Kim Chi chia sẻ. Hoàng Kim Chi tên thật là Hoàng Thị Kim Chi, được biết đến từ Quảng Trị sinh năm 1997. Nữ TikToker triệu views từng là thí sinh của Miss Run 2022. Trở lại với Miss Earth Việt Nam 2023, người đẹp xuất sắc nhận về danh hiệu Miss Five Việt Nam Á Hậu 3. Về phía Phương Oanh, trước tin đồn chia tay xác bình, trưa ngày 19 tháng 7, Phương Oanh đã có động thái trên fanpage hơn 836.000 người theo dõi. Giống như các bài đăng thường thấy của phu nhân xác bình, cô tiếp tục chia sẻ công thức nấu ăn và lần này là món gà hầm hạt sen, táo đỏ. Trong đoạn video cũng như bình luận, mẹ bỉm không để lộ bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến những ồn ào hôn nhân gần đây. Song diễn viên Quỳnh Búp Bê có tâm sự thêm về những lời khuyên của mọi người về chuyện nghỉ ngơi sau sinh. Cô khẳng định mình vẫn cân đối giữa nghỉ ngơi, chăm con và làm việc để đảm bảo sức khỏe. Tiện đây Oanh cũng muốn cảm ơn mọi người vì luôn hỏi thăm, động viên và cả những lời khuyên dành cho Oanh về việc nghỉ ngơi sau sinh. Nhưng mà mọi người yên tâm là Oanh luôn lắng nghe, yêu thương và chăm sóc cơ thể rất tốt. Oanh cân đối giữa nghỉ ngơi, chăm con, làm việc cũng như vận động để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh nhất, tích cực nhất, Phương Oanh nói. Phía dưới đoạn clip của Phương Oanh, dân tình tiếp tục để lại nhiều bình luận suýt xoa vì tài bếp núc của nữ diễn viên. Bên cạnh đó nhiều người còn ghen tị với xác bình vì có cô vợ đảm đang. Một số bình luận từ cư dân mạng, vợ này không yêu, thì yêu vợ nào nữa mà nhiều người cứ phải nhắc chuyện cũ trong khi hiện tại ai cũng vui vẻ cả. Người ta chỉ có thể cứu vãn tương lai chứ không ai cứu được quá khứ. Mọi người cứ nói nọ kia nhưng em thấy chị này giỏi mà. Xinh gái, biết nấu ăn và quan trọng là người ta yêu thương trân trọng gia đình, nên mới tự tay vào bếp nấu những món ăn cho người thân. Nhìn cách chị này nấu rất gọn gàng, sạch sẽ, cách thử đồ ăn cũng tế nhị. Chúc chị nhiều sức khỏe ạ, em quá tuyệt vời mới sinh không nghỉ ngơi mà đã vào bếp rồi. Chị ngưỡng mộ em.